Ok, và đây là shop đào blood.com nha anh em. Shop mình hiện tại vừa mới khai trương nên tỷ lệ cúng kim cương khá là cao và ạc free fire khá rẻ nha anh em. Shop này là shop hợp tác chính thức, mình em cứ yên tâm về độ uy tín nha. Hiện tại shop mình đang có rất nhiều event và vòng quay vô cùng hấp dẫn với tỷ lệ trúng kim cương cực cao. Anh em hãy nhanh tay ghé ngay shop đào blood.com thử vòng may nha anh em. Link shop mình ghi dưới phần bình luận và mô tả video nha. Bạn mời hai quái vật vô. Loser Ken PC. Đẳng cấp. Trận này khá là đẳng cấp nha anh em nha, trận này khá là đẳng cấp đấy. Này tôi không lập nhạc lên là hơi thua. Bữa một con lăng quăng và một gọi là một cụ PC nữa. À không, không phải là cụ đâu, một cũng gọi là một người dân chơi PC khá cặn nè. Chơi đi. Chơi đi. Ngọc Quân, hai TG bắn nhan chìm đáy coi đã mắt. À, lắp đường hả? Ai? Mới lướt ra cuộc đời nhau thôi mà lấy lên một cái mũ nữa mà. Lai bị gì nó đứng? Lắc á. Quá ghê. Này. 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 Quá hay nè, quá hay, quá hay, đâu quá hay. Này. Nguyễn Phúc Bình bắt kèo Ken PC. Anh em comment đi đâu ơi. Đây lúc chơi có phải nhân vừa anh em à. Nam PC có thuyền ốt không anh? Hay. À, hai đối thủ chúng ta đang lấy thật lực của họ đây mà. Đó là cặn đây. Game PC đó chọn một cái thông minh là nhảy với một khu vực đó chính là vô bo rồi nha anh em. Trời ơi. Điếm. Quá điếm. À, game PC điếm gồm nọ được chứ anh em, chơi xấu với em. Lúc xưa hơn chứ nữa, tao mới ngủ dậy nên mê với rộn. Ok, và đây là giao đấu thứ hai nha anh em ơi. Nam PC, có tuyển ốt không anh? Để ok, PC và Roser Studio sẽ là người là thắng trong chinh phục cái game này nha anh em. Sau kia thì vừa ngang tảng sức trên này là vẫn MB 500 máu anh em ạ. B Hitler, đào đi. Trời, khó chịu nhưng mà khó chịu rồi, mới lúc mà mấy đầu khó chịu rồi, chết anh em tôi rồi. Hay Linh Lê, chào anh. Hay nè. Hay đây. Chào Richie, chào bro. À, liệu lần KMPC đây. Ui trời ơi, chỉ nhớ lần 2-0 anh em à. KMPC không mất một giọt máu nữa nha anh em. Ghê thật đấy. KMPC không hề mất một giọt máu luôn anh em à. Cớm vậy. À, đắp thằng nợ. Ngọc Nguyên, dù núi sơ có thua thì vẫn mê núi sơ hơn. Mặt cười. Đây đây. Đây. Hay. Vậy. Tuấn Kiệt, lắc ghê ông nội. Đứng im nhé em. Ừ vậy. Đang chiếm lợi thế mà.
MC này nó kỳ quá hả? Hay em ơi, hai em ơi, ui rồi ôi, 50 mấy máu anh em à. Mà nó là tại vì luôn sơ nó bị lắc qua đó anh em. Bắt từ lắc anh em à. 74 thiên phú x. Ai? Hai em. Hai em. Hai luôn sơ. Hai em. Cố lên em. Cùng đi anh em, lăng quăng anh em. Thắng hình cho người ta biết là mình là một con lăng quăng nha anh em ơi. Hay. Quá ghê. Ngọc Nguyên 75 núi cơ đè mặt người. Căng anh em à, căng. Hơi căng phần này anh em, hơi căng. Tâm lý rồi, tôi sơ một phần đó gọi là tâm lý rồi nha. Nó quên rồi ra mắt. Trong phim Ngọc Nguyên, lý sơ ok, nặng máu xe nhà trả máu cho bạn Ngọc Tiên ơi. Nhớ đấy, mình kêu đi. Kêu được, tôi cũng sẽ kêu được đấy. Hai. Trời ơi là trời của thằng Game PC này, thiệt chứ. Ha, à, thiệt chứ. Có gì không nợ. Mình bắn Ken bắn khó chịu anh em. Bắn kiểu mà nó bắn bắt bài nữa. Xong. Ui anh em, anh em bị tập lý lắm anh em. Anh em không dám công đâu, anh em sợ ba ra anh em bắn anh em. Ai? Anh em ơi. Ai? Đẳng cấp em ơi, đẳng cấp em ơi. Chi Ha xin chào, 71 Ho Chi 70. Hay. 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 Ngọc Nguyên, lú sơ. À! Hai mu, hai. Tốt kèo kia đây. đẳng cấp em ơi. Quên nè em, nãy giờ nó hả sao nè em, hả sót rau, chắc sót rau nè mà. Mỹ Trì, Ken PC tỷ lệ thắng nhiều hơn. Đúng rồi, đang còn một rau hơi khó nhưng mà người ta hãy tin tưởng vào lô sơ đi nè. Mai đâu có tiền tích xuất hiện sao nè. Hai. Wow. Đấu này quá hay nè mà, anh em không xem anh phí lắm anh em à. Thằng cái đấu này hơi hay nè mà.
Em mình xem đây còn 3 cho má. Hai em. Ồ, má em xem có kỹ không ạ? Nguyễn Trung Hiếu, cứu to hè hè. Trời ơi, chết được em rồi. Hai em đâu, hai kia đâu. Trời ơi, trời. Hai gom nào. À đồ, kem một sư bắn gớm gớm nợ. Chỉ số là 72 anh em ơi. Khá căng đấy. Bình Thuận, kem